Mình là sáng con đi chi qua Việt Hoa xem xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày hôm nay cùng với Nhung để chúng ta đi tiếp một bài học mới. Hôm nay chúng ta sang học một câu chú ngữ pháp là danh từ đi với đế một. Ý nghĩa của nó là ngay cả danh từ cũng thể hiện một ví dụ điển hình cực đoan. Chúng ta có ví dụ như sau. Ví dụ như konomori wa natsu demo suzushi desu. Natsu demo sẽ dịch là ngay cả mùa hè. Vậy câu này chúng ta sẽ dịch là khu rừng này thì ngay cả mùa hè cũng mát mẻ. Konomori wa natsu demo suzushi desu. Nào chúng ta đi vào thử luyện tập nào. Chúng ta có tsukai kata ga kantan de. Vì cái cách làm đơn giản cho nên là tsukai emasu là có thể làm được. Vậy cái gì sẽ đi trước đế mộ nè? Như các bạn nhìn trên hình các bạn đoán nào. Chúng ta sẽ có kodomo. Kodomo đế mộ là ngay cả trẻ em. Tsukai kata ga kantan de kodomo đế mộ tsukai emasu là cách làm thì vì đơn giản cho nên là ngay cả trẻ em cũng có thể làm được. Nào, tiếp theo nào. Kono mondai wa muzukashi desu. Cái vấn đề này thì khó cho nên là ngay cả otona đếm mộ, ngay cả người lớn thì cũng thấy khó, đúng không nào? Ngoài ra danh từ đi với đếm mộ còn có ý nghĩa là như là danh từ, thể hiện danh từ như là một ví dụ. Ví dụ như chúng ta có ocha đếm mộ domimasho, có nghĩa là cùng uống cái gì đó như là trà nào. Hay là jashi đếm mộ mitegurasai là hãy đọc cái gì đó như là tạp chí đi. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ đến link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn luyện được nhiều hơn về bộ ngôn ngữ pháp ngày hôm nay là đế một. Hãy đi na sẵn sayonara mà bye my soul.